Vâng, chào tất cả các bác. Đây em đưa đến cho các bác một con súp khủng đến từ thương hiệu Proton, một thương hiệu đình đám của Mỹ. Đây là con súp Mỹ nồi với công suất cực kỳ khủng, 500W. Con này các bác chơi thoải mái những cái phòng lớn luôn nha các bác. Tuy bát 30 nhưng mà nó là công suất lớn. Các bác thể thấy một cái hậu rất là sâu, tại vì nó mang công suất là lớn 500W, nên là hậu rất là sâu và thiết kế rất đẹp nha. Đây, các bác thấy cái canh lòi ra một cốc rất là cá tính và đẹp, sang Proton. Hàng đây là hàng Mỹ nồi nhá, điện 120, các bác cắm 110, 120 nha. Đây, tất cả canh zin nặng trịch. Súp này rất nặng nha các bác, cực kỳ nặng luôn nha. Găng zin theo loa, màn xanh, găng cu sâu, bát 30. Còn con này giá 12 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship nha. Lo đẹp xuất sắc, vuông thành sắc cạnh, thùng là văn gỗ nha bác, như những dòng loa JB. Đây các bác thể thấy nó sử dụng dòng lớn, nên là sử dụng dây nguồn rời nha. Giá trên là đã bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây 3m để các bác sử dụng. Bác nào chốt con súp khủng này thì alo cho em nha. Con này đánh hay hơn cả những con 230B, 25 mã của JB nha. Tuy trùng cung cùng cái công suất là 500W. Xem phía sau cấu hình, hậu nó là 50, ngang là 38 và cao là 48 nha bác. Một con súp hậu cực kỳ sâu. Đây, nó rất là nặng. Đây, phía sau, phía sau của nó là một bộ âm ly để khuếch đại. Nó là dòng súp điện chơi gia đình mà súp lớn, điện 120V, hàng Mỹ nồi. Hay là volume chỉnh súp, đường tín hiệu đầu vào và đường line out và đường bao in nữa nha các bác. Nó dòng khủng này trang bị dòng bao cái rack bao luôn nha. Đây lúc nguồn đấy. Điện 120, hàng Mỹ, rất đẹp, đẹp xuất sắc nha. Bác nào chốt con này thì alo cho em. Con này bát 30 mà chơi phòng 40m² là thoải mái nha bác. 40m², 45 đều thoải mái, tại vì lực đánh rất là mạnh. 500W thì các bác biết nó giữ thần cỡ nào rồi. Và súp đánh trước nha, súp đánh trước. Rồi bác nào chốt con súp khủng này thì alo cho em nha. Proton, hàng Mỹ nồi, 120V.